Nhưng mình đầu nó run run thì những cái cười cười thì giống phết ý, giống giống của mình cất nhá. Thôi ơi rồi đã buồn cười rồi bạn. Mẹ nhìn nó buồn cười ngại lắm. Quá các bạn đã quay trở lại với kênh của Trần TV. Xin chào các bạn nhé. Lâu rồi thì Trần TV không làm món ăn, cũng lâu đã khá lâu rồi. Thì hôm nay Trần TV lại quay lại để làm món ăn cho tất cả mọi người cùng xem và chúng ta cùng chia sẻ với nhau những niềm vui trong cuộc sống, những cái gì đó. Thì hôm nay Trần TV sẽ làm một món đặc biệt để cùng quay cho mọi người nhé. Đây nhá, rất nhiều súng bò các bạn nhá, hai bộ súng bò này. Đây là súng, còn đây là niêu đạn. Đấy, đây là niêu đạn bò ấy mọi người nhá. Niêu đạn bò này mọi người. Đấy, cả súng và niêu đạn này. Súng niêu đạn bò. Đấy, mọi người thấy ngon không? Ngon lắm mọi người nhá. Hôm nay Trần Thế TV sẽ làm món súng bò và niêu đạn bò hầm với này nước cốt dừa tươi và bia. Mọi người xem video nhé, cố gắng xem hết video để biết cái món này nó ngon như nào đấy, nó ngon và thơm như nào, béo như nào. Mọi người tuyệt vời lắm nhé. Rồi thì bây giờ Trần TV sẽ đi chế biến món này mà làm sạch và cho lên ninh nhé, cùng quay cho mọi người xem nhé. Thì mọi người nhé, hôm nay Trần TV sẽ ninh cả, Trần TV không thái nhé. Rửa sạch rồi cứ thế là cho vào là ninh thôi nhé, mọi người nhé. Và bỏ hết cái này. Chúng là đồ mới mua về nó cũng sạch, không có gì cả. Đây, mình đã làm xong rồi. Đây, bây giờ mình sẽ đi dọn bếp. Thì hôm nay Trần Thiên TV sẽ sử dụng cái bếp này mọi người nhé. Cái bếp này bếp cũ nhé mà Trần Thiên TV đã chế ra nhé. Thì bây giờ Trần Thiên TV sẽ cho một chút nước vào chảo nhé. Đấy, sẽ đặt cái bếp này. Cái này thì Trần Thiên TV sẽ tự chế ra đấy. Ớt này, đây là mì chính hạt lêm này. Mình sẽ cho làm là rồi để tiếp tục. Đây là mình sẽ cho xì dầu nhé. Chút xì dầu vào đây. Tiếp tục cho bia này. Cho một lon bia vào nữa. Cái này mình phải linh dư mới ăn được. Nếu mình mà linh không dư là không ăn được các bạn nhé. Và mọi người nhé. Rồi bia tiếp tục rồi thì mình sẽ cho tiếp tục linh nhé. Nên khi nào mà gần chín thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Đây. Bạn thấy nó trương chưa? Ui trời. Món này thì phải linh kỹ. Cho thêm một chút ngũ vị hương nữa. Đây, ngũ vị hương này. Một chút nhỏ ngũ vị hương. Một chút nghệ này mọi người nhé, nghệ khô nhé. Đây là bột nghệ này. Sa tế. Đấy, cho cái món này vào cái cay nó ngon.
Rồi, để vùng lại tiếp tục chặt linh nhá. Đấy, cuối đèo này, tiếp tục chặt linh. Rồi, cắt rồi. Đấy nhá, giờ mình cho thêm một chút hạt tiêu nữa. À, mọi người này, hạt tiêu nhá. Cho vừa không mọi người. Ôi, ngon lắm mọi người ạ. Hôm nay mà có bún bánh mì chan thì ngon tuyệt vời luôn đấy. Màu nước đẹp nhá. Quá tuyệt vời. Mình cho nó khô rửa xong rồi mình để lại mọi người, còn chín nhá. À, mọi người nhá, sau 2 tiếng đồng hồ mình đã linh này. À, tất cả các bạn, mình nhìn giờ nó đã chín các bạn. Mọi người dài quá mình phải cắt ra nhá, mọi người dài quá nó không chín được. Đây, mọi người này. Món này thì ngon lắm, đây mình sẽ thử một miếng cho mời mọi người nhá. Nó xuống hết vào rồi này. Đây, mình không dao. Mời mọi người nhé, mời mọi người. Ngon to, ngon. Ngon quá. Rồi, giờ mình sẽ dùng cái khay này nhé. Mình múc ra cái khay này, mình mời mọi người cùng ăn nhé. Mời. Úi trời. Đấy, mọi người chín hết rồi. Cái nước này chỉ mà ăn với bún hoặc là chan với này. Úi trời, ngon lắm mọi người nhé. Mọi người thấy ngon chưa? Nóng quá. Đấy, nhiều đạn và súng của mình rồi nhá. Tuyệt vời lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời, nóng quá. Cái nước này bỏ lại. Này mọi người này, ngon chưa? À, chào mọi người nhá. Bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành và xong rồi nhá. Hôm nay mình sẽ chấm với nước cốt này các bạn này. Đấy. Mắm này nhá. À, uống với một chút bia. Mình quyết định cầm tay cho nó máu. Trước tiên là mời tất cả mọi người và các bạn làm đón bia, làm hộp bia nhá. Mời tất cả mọi người và các bạn nhá. Ngon quá. Ở đây bây giờ là hôm nay là các bạn mọi người, người ta đang có canh đàn đã hát to quá, mọi người xem, mời các bạn xem thông cảm nhé. Đấy, nhạc và mầm luôn nhé mọi người nhé. Trước tiên là mời mọi người quả lựu đạn. Đây này, mời mọi người quả lựu đạn nhé. Đây mình sẽ chấm luôn, đang nóng lắm. Ừ. Ui giời. Từ bé giờ mình đã ăn nhá, ngon lắm rồi. Rồi, mời mọi người nữa. Sao mà ngon thế nhỉ? Đúng như vậy.
Thứ gạn ngon thật, công nhận ngon. Bắc Giang các bạn nhỉ, mọi người để xuống bỏ Bắc Giang nhỉ, thật bự rồi, xuống bự. Cảm ngọt thế. Mình hết cái này no. Mời mời một súng này. Thẳng chưa? Mọi người súng thẳng chưa? Bự thẳng nhá. Cắn miếng. Súng giòn lắm. Giòn lắm chứ. Giòn tan luôn. Ngọt mãi vừa vừa. No, no, I don't know. Ngon lắm, tiếp. Mê mê. Quên cùng bia. Ngon quá, quên một bia. Mãi vào. Cháu mẹ ngon thật. Mời bà. À, và mọi người cũng chú đoạn này. Bự nhá. Đoạn bự luôn đấy. Mềm lắm, nhưng mà mềm cực kỳ ngon luôn. Mềm lắm. Nào, cũng chú đoạn. Nào, mời mọi người nhá. Chạp mỡ ớt này. Mềm thế không? Ôi trời ơi. Ăn nhiều đạn sướng lắm. Ngon. Nhiều đạn nó mềm. Ăn nhanh. Súng là nó cho ăn nó cứng.
Ủa con đau ấy. Dài đi. Dài các bạn nhỉ. Nè. Dài. Dài cũng gần đầu, vừa này cũng gần đầu, dài cũng gần đầu, sướng nhỉ? À, mấy bạn cái đầu rồi, dài cũng gần đầu, chấm đầu, ngại của mẹ, dài cũng gần đầu, vừa này cũng gần đầu, ăn cái đầu rồi ngại, dài cũng gần đầu, sướng nhỉ? À, mấy bạn đầu rồi, ăn cũng ngại, đầu, ôi. Ngại cười cái đầu ngại những cái đầu nó run run thì những cái người rồi giống phết giống giống cái đầu này ngại nhỉ ai ơi ngại cái người cúi sửa nhá đã một tuổi mời bạn cười như là mình cười những cái đầu nó run run thì những cái người rồi giống phết giống của mình phết nhỉ ai ơi đã buồn cười. Mẹ nhìn thấy mình buồn. Ngại lắm. Quá. Đó. Đầu dài lắm. Bom rồi. Nó còn nhẹ chết toại. Đùa. Ăn nhà ăn đồ cười. Đá bên đầu cũng cứ buồn cười. Ngại. Trận mắt trận buồn cũng được cái đầu. Quá. Mình điện ngạn một ngày là ngạn chút. No. Mày là cứng à, cứng cái răng tao tôi sắc con mày, nó rất nhiều buồn. Mày tưởng mày đánh nam giờ bắc, mà mày về gặp tao mày không sợ, còn tao đâu, giết một quán hết. Phải chưa? Thấy chưa? Mày rắn đâu rồi? Cắm hết. Nói là biết nữa. Mình từng mấy rắn à. Rắn mà ngoài không? Còn này còn rắn hơn mày à. Mình ra rắn. Mở răng. Mở răng là ăn. Thì mình đùa là còn thấp. Dài lắm cũng. Tôi bật hoàn hoàn nhồi bố răng dài. Tuyến ạ.
Đoạn này dài thế. Mình rõ dừ mấy tiếng hồn vẫn dài. Dạo này mình hơi yếu sinh lý. Bạn ạ, mọi người mình hơi yếu sinh lý nên là mình phải ăn nhiều cái đồ này vào được không? Cho nó tăng cường. Ăn đồ này vào rất dẻo dai, sức khỏe tốt. Ổn một thế này. Có thử gắn khác không? Thử cái này. Này cái mềm mềm, không biết là súng cái này dùng đạn. Ôi, mùi ngon. Tuần nạc. Ngon. Tuyệt vời, sướng. Tuyệt nặng. Ngon. Để dành. Để dành mấy bộ này. Từ nay mình đập phần nó cũng nhân gu phần nó nó không sang đập phần nó còn được cái này răng màu sắc hơn mình nói nữa bây giờ hơi dài răng mình già yếu mà. Sau một hồi nấu nướng và ăn uống đến bây giờ video của mình cũng khá dài rồi thì có lẽ phải dừng video đây tất cả mọi người và các bạn ạ. Cũng cảm ơn mọi người và các bạn luôn luôn theo dõi video và ủng hộ mình. Mình rất cảm ơn rất nhiều. Và cũng một lần nữa mình xin kết thúc và dừng video đây. Và chúc mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười. Và luôn luôn hồn nhiên yêu đời, cuộc sống được bình an mỹ mãn. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Xin chào.